Thế đi rồi người gì nữa? Mới trẻ thôi. Gì vậy? Trẻ cái khác rồi. Ai cũng biết rồi. Khỏe mà không? Cầm đi. Ở đây trẻ kìa. Nó không còn hai pin đi. Đang quay phim mà. Quay phim. Chiều nấu cơm không ạ? Có. Có. Em kêu con em đi chợ rồi. Van đi chợ rồi. Van đi chợ rồi. Van đi chợ rồi. Nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ. Gì? Giờ nóng quá. Yêu. Làm gỏi đưa đủ cũng được mà. Ơ trầu. Ơ trầu. Như thế. Cho ấy bà đi. Cho cái mùng vào đi. Mùng. Mùng rồi sau rồi cho dứa. Cho dứa chưa? Dứa rồi đi đã. Cho dứa chưa? Dứa rồi. Dứa rồi. Ngày cho hồng mồm. Ra ngoài bắt xuống. Dạ sáng mới quay được. Nhà bác ai cũng giỏi hết. Đầu bếp. Đầu bếp. Cháu chẳng biết nấu gì hết á. Đầu bếp. Bông rồi đó nhiều quá.
chua ngày mai. Đấy bầu ra là dài ra ra một ăn đi. Để ăn là ăn đi đâu lại. Giờ ít mà. Bỏ đi mà bỏ không. Để ăn thôi. 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 Không, cái này bỏ vào kia mà. Không, thấy bỏ ăn thì thắc mà. Cái này ở đây cần phải xả tại vì mưa, mùa mưa. Cho nó cháy. Cái đĩa hành thì mà cho vào đấy thì ăn ai ăn được nữa. Cho vào là cái đĩa này. Mà xây cái sách hành thì cho vào đây. Dứa cho rồi mà. Có cần cho dứa không? Không. Cho nó chua. Ừ, cho nó chua chứ không có mè đấy. Có mè không? Quên mè. Thì thế không quên mè, tôi biết lấy dưa lại. Mày coi gì hả? Chua mà. Tao biết đâu. Dưa vào thôi. Cái chạm đấy thôi. Đấy. Đang nhắn tin cho bạn gái. Tao coi, tin cho bạn được. Cứ mấy cái cây gỗ xịt cái kia lên là biến thành cây kiểu. Được cái gì cũng là con cái. Kiểu. Đổ luôn. Đổ luôn đi. Ai không gỗ này nè. Để mai kia làm gỗ sưa. Kia còn thì em chưa lười thôi nè. Con rồng kia đục thêm chút xíu nữa. Đây bảo